sáng rồi, giòn rồi, gân lá nó vàng rồi. Thì cái việc mà giống người ta chọn nó không có tốt mà bị virus đó, thì chúng ta không nên trồng, vì trồng nó sẽ không mang lại hiệu quả cao. Thứ hai, nó mầm bệnh phát triển mạnh. Đó, đây là những cây giống mà anh chia sẻ anh không dám trồng luôn. Còn những cây trước anh trồng nó cũng đã bị một số. Thì mình quay clip này là để thăm vườn anh luôn và một số cái biện pháp mà xử lý tại vườn, hướng dẫn anh xử lý luôn và sau đó anh phun thuốc. Thì vườn này thì bên cũng hứa hẹn là sau 20 ngày sẽ đến kiểm tra với nông dân chúng ta. Thì clip này á, mình quay rất là thực tế về vườn chanh dây của anh trồng. Thì anh trồng có 200 dây à, nhưng mà bị sắn hết luôn, cây nào nó bị sắn hết vàng hết á. Thì anh trồng trên đỉnh đồi này thì cũng rất là vất vả cho cái việc đi lại và chăm sóc. Đó, những cây này nó vàng, nó lá và sắn hết á, anh xem nè, vàng sắn hết, gân lá nó cũng bị nổ hết rồi. Thì cái chanh dây á, thì bà con chúng ta khuyên, mình khuyên bà con là nên phòng. Thứ nhất là côn trùng chích thúc. Thì côn trùng chích thúc có những loại thuốc như giống màng, thuốc sâu. Thì theo mình nghĩ bây giờ côn trùng nó kháng thuốc rồi, chúng ta nên luân phiên thay đổi về thuốc sâu để trừ côn trùng chích thúc. Cái thứ nhất là chúng ta mua những loại thuốc sâu mà nó mạnh để chúng ta xua đuổi được. Và cái thứ hai, khi xua đuổi được chúng ta xem mà giống màng là xem thuốc sâu thì mới xua đuổi côn trùng chích thúc. Nếu chúng ta không xua đuổi côn trùng chích thúc á, thì khi mà bệnh chúng ta nó bớt rồi á, thì nó sẽ chích từ cái vườn bệnh á, lây vào những cây tơi chúng ta. Thì đồng nghĩa cái dây trên tơi chúng ta khi mà ra đọt non á, nó sẽ rất là mềm yếu, khi đó côn trùng nó chích phát là nó bệnh thôi. Đó là như gần lá con này sẽ mới nổ hết à, nhìn như da cóc á, rất là ghê. Thì cái hiện tượng của trên dây á, hầu như đó là cây nào nó cũng bệnh giống nhau và vườn nào nó cũng bệnh giống nhau. Đó là nấm bã trầu, sắn lá, vàng lá, tóp quả, đốm dầu, lo cô rễ. Thì chanh dây thì mình nói ở những clip trước cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ quay lại những cái vườn điển hình mà nó có những cái triệu chứng bệnh khi trồng có 1-2 tháng à, để bà con chúng ta phòng, tránh tình trạng chúng ta không biết được nguyên nhân chính từ đâu mà chúng ta trồng đến trồng lại không có kinh nghiệm, chúng ta sẽ thất thoát rất là nhiều. Thì qua đó mình cũng khuyên bà con á, những cái cây nào mà bệnh là virus nặng á, thì chúng ta cắt bỏ từ cái đọt vào từ 30 đến 40 phân, rồi chúng ta tiến hành xử lý thuốc. Cái điều quan trọng đó là thuốc á, thì hầu như thị trường chúng ta bây giờ cũng rất nhiều thuốc rồi, thì chúng ta nên chọn những loại thuốc nào chuyên đặc trị về virus đó, chúng ta xử lý để cho lứa mới nó ra sẽ không bị nữa. Thì bên chắc em một lát có những cái loại thuốc chuyên về sinh học để xử lý cho cái vườn chanh dây của nông dân khi bệnh virus. Thì tùy theo mức độ bệnh mà bên mình có những cái loại thuốc mà phổ biến cho bà con nông dân riêng. Thì qua clip này á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi cái video của trái cây thêm một lát. Thì mình cũng sẽ đi quay từng cây và từng phương pháp hướng dẫn cho anh Thiên anh cắt bỏ luôn, những cây nào mà không quan trọng là cho cắt bỏ và nhổ luôn. Đó, như cây nào thì thấy không có gì nữa là nhổ bỏ. Sau khi nhổ bỏ thì mình khuyên bà con, thứ nhất là đào hố rắc vôi xử lý căn bệnh và xử lý nấm. Thứ nhất là phương pháp quan trọng đó là rắc vôi đó, để xử lý để chấm cho cái mầm bệnh nó lây lan qua những cây chưa bị bệnh. Đây cũng rất nhiều cây mình cũng hướng dẫn cho anh đi cắt bỏ hết. Thì qua chia sẻ thì anh cũng vẫn biết nguyên nhân chính của nó là do giống từ đầu. Thì hầu như nông dân bà con ở đây á, mua giống bị nhầm hết, toàn bộ giống bị virus từ đầu, khi mới mua về đã bị vàng ở trong thùng rồi. Thì đây là cái video mình chia sẻ riêng cho bà con thôi, thì bà con cứ tham khảo để cân nhắc cái việc mà mua giống cho chuẩn, để tránh tình trạng người ta trồng rồi mà khi 1-2 tháng nó bệnh mà chưa thu được gì hết mà bỏ tiền ra rất là nhiều, thì bà con chúng ta sẽ lỗ lỗ nhiều, sẽ nản. Nên cây chanh dây mặc dù nó cũng có cái lợi nhuận rất là cao, nhưng chúng ta chăm sóc không đúng cách đó, thì nó bệnh rất là nhiều, thì qua đó sẽ khiến chúng ta bị lỗ nhiều. Đó, như clip này mình khuyến cho anh cắt bỏ luôn. Thì clip nào thì bà con cũng thắc mắc một điều, đó là thuốc xử lý. Thì bên trái cây thơm mùa có cái loại nano đồng bạc super, thì cái loại này chuyên để trị virus. Thì bà con có thể gọi số điện thoại này để được tư vấn cụ thể về cái thuốc này, để chúng ta có những cái loại cách phun phòng và chăm sóc cái cây chanh dây nó hiệu quả, tránh được cái tình trạng mà phân trắng, tóc quả, héo rũ và một số bệnh như mình kể trước. Thì một lần nữa các bạn cứ đăng ký kênh đi và theo dõi những cái video và những cái hành trình mới về trái cây thơm một lắc khi mà xử lý cái bệnh cho bà con nông dân ở huyện Sa Thầy, xã Mơ Nông, Kon Tum. Thì ở trên này cũng rất là xa, khí hậu đôi lúc cũng rất là khắc nghiệt, nhưng mà bà con nông dân chúng ta vẫn cứ trồng chanh dây vì nó thu lại lợi nhuận rất là cao. Nên bà con cứ trồng và chăm sóc theo đúng chế độ của cây chanh dây thì sẽ cho chúng ta hiệu quả cao hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.
Thank you.